Giờ này nhiêu nhìn đi, 6 giờ 14 phút, 5 giờ đóng cửa mà 6 giờ 14 phút chưa được gì sổ nó bấy hết. Đi chấp hả? Chữ chữ có sao đâu, mệt quá chữ gì đâu. Đây, put your hand under line. Xúc ngón hả? Nhìn cái kìa. Ngồi đó mới dán móng vũ không à? That's cool. Yeah, he made for me. Can I move you? Over there, and your friend come here. Who do, who done first, go home first? Hả? Trời, cái nắp này giờ nó nghỉ quá rồi. He run around. Are you guys married? He? You and him? Yes, my baby husband. There you go. You gotta make her happy then. Yeah. You gotta pick up some of the slack. Yes. Short man, good man. Right. Your nail very expensive today. Do what? You know how much your nail today? No. $55,000. $55,000? Yeah. Am I good? Because I'm still like work for you. I charge you 100 times for normal. Keep them overtime so they don't charge us. Yeah. Triple. 100 times. 100 times. $55,000. That'd be an expensive nail. Yeah, all diamond. Yeah, huh? That's what it would be. Yeah. I don't know how girls get like, they do what they call like piercing your nail, they'll get like something hanging off, like a piercing on your nose, you know? It's like a ring that hangs off your nail. Mm-hmm. Like, how do you do that? Like, the nail's already enough, you know? And then you got like something hanging off too, like, that's weird. Like, I understand like the little jewels, but something hanging off of there. Like they do on street. Yeah, but like with a little tiny needle or something, you know? And then a little tiny... Chưa có gì nó dễ ăn mà cái này luôn đó bà con. 55 đồng. Mới đắp một con kia màu siêu màu bạc á, dục con kia trong lũng vũ à. Giờ đắp cái con này tự vũ luôn, xong rồi đi về. Sao mà giờ chính phủ hỗ trợ tụi nó, giờ nó có tiền á. Theo như mùa này là làm, vừa làm vừa chơi nha. Vừa làm giống như mình làm cũng bận nhưng mà không đến nổi. Ui, năm nay, mấy năm từ năm dịch bệnh tới giờ, không có ngày nào ới luôn trời. Thôi kệ, gắng hốt đi. Put your hand under line. Gắng làm đi. Mạnh khách, khách nói, mạnh tôi nói. Mình phải công nhận chưa có cái gì dễ ăn bằng làm móng. Sạc sạc sạc. 55 đồng. Nhầm người hỏi một câu. Nghe cười té ghế hỏi. Em làm nhanh vậy, em vũ ít rồi vậy móng có hở không? Chờ gọi là chờ. Rồi hỏi làm sao hở được? Bao nhiêu năm làm rồi? Nếu mà mới ra trường hỏi câu đó không biết đường trả lời. Cái tỷ làm lâu rồi ai tự nhiên sẽ biết à. Đắp nó mướt rượt mẹ nó rồi còn đâu. Có người nói trời ơi cây cọ của em. Không có phải cây cọ đâu, mấy chế ơi mấy chế. Nói chung là mấy chế đắp nhiều, mấy chế đắp rồi chỉ cần mí lình có nghĩa là chịu ngàn ngàn người gì rồi thì mấy chế sẽ tự nhiên nó sẽ như vậy à. Chứ là lúc mới đầu em đắp, mới đầu mới vô nghề đắp cũng tiếng mấy hai tiếng. Ai cũng vậy thôi. Bởi vậy cứ việc mà cứ đắp, ai cười cợt ai, rồi sau đó khi mà thành thạo mà nghề nó đạt tới đỉnh rồi thì thằng Mạnh chạy như ngựa vậy. Nhầm người nói ui đắp chỗ đó hả, vài ba bữa xúc. Trời, vài ba bữa xúc chắc mình ở đây được 10 năm mà. Những người ta đắp lâu năm, ta nhìn ta biết. Is that what that is? I'm so blind, I can barely see that. I thought that's what it was. Đó, thấy chưa? Nói ta sạp. Ba láp, ta sạp, xong rồi nè.
một ngón cuối cùng. Is that like an airbrush paint or like a sticker or what? Nhỏ này mới lại lần đầu. Huh? Nhỏ kia lại rồi, thành ra nhỏ kia nó biết. Ok, put your hand under light for me. Xong, chùi kiếm. Chùi cho kỹ cây kiếm nha. Có đứa nào, em nào nó trên YouTube nó comment đấy. Chị nói nghe mắc cười quá. Cái cọ mà nó quéo một cái là cái nước đi ăn mài luôn. Nguy hiểm lắm. Cái này là quan trọng nè nha bà con. Phải thương yêu nó, nâng niu nó, vuốt nó cho nó đẹp đẹp chút. Làm không phải là do cây cọ mấy chế ơi, cũng phải là nước, không phải là bột. Đắp riết rồi, nhiều khi mình đắp riết rồi mình biết là cái bột của nó bao nhiêu là vừa, bao nhiêu cho đủ. Tại vì nếu mà lấy bột khô quá thì nó sẽ bị hở, tại khô quá nó đâu có, nó ăn như cái móng được. Cứng nhắc khô queo, đưa vô cái góc móng nó đâu có dính vô đâu, nước nó nông vô. Bởi vì tôi nói hoài các bạn chịu nghe tôi, các bạn cứ cãi tôi, mấy bà nói mấy bà đối thừa cây cọ. Cây cọ của mấy bà không tốt bằng cây cọ tôi, thằng ở trời. Rồi xong có mấy bà thì nói ôi bột của ông Tâm bột nào tốt vậy, không phải bột luôn. Tại mình đắp mình rút kinh nghiệm. Tại nếu mà bột nhão quá nó chàn, nó chàng vô vô da thì nó cũng khó, chàng vô da thì nó cũng nông nước vô. Nói chung là nó vừa phải, tôi không biết giải thích sao luôn trời, vừa đủ đó trời, vừa nước vừa đủ. Nói chung là nó, nói chung là một ngày nào đó mấy bà gắng tập làm đi thì mấy bà nó cũng sẽ lên tới đó. Phải chi mấy bà ở ngoài đi, tôi chỉ mấy bà cái là mấy bà đó không bao giờ bị hở, không tin không. Tôi nhìn cái là tôi biết mấy bà lấy bột thô hay nhão. Nhão quá tôi kêu lấy ớt bớt lại. Thôi tôi bỏ xa xa cho mấy bà dễ giờ. Quay gì đi. Nói chung là mấy chế mà làm á là mấy chế từ từ nó sẽ quen hà. Nhằm bà đối thường, ui cái bột của chị nhìn nó đắp mướt quá. Ôi chị xài bột gì vậy? Thật ra bột nào cũng được chứ, nhưng mà có một cái là bột, cũng có một loại bột mình xài hoài á thì mình quen với loại bột đó, hiểu không? Chưa kịp khô luôn, chưa kịp khô để cho vũa luôn, đau lòng thiệt. Rồi về cái xong cái mình vũa xong cái mình vũa xếp xong cái mình vũa cho nó mịn lại, xong cái mình sơn cái nước bóng là xong rồi đó. Đậm 5 đồng của con ta. Mấy chỗ khác bộ này 40-45 à. Mình biết luôn chứ bộ, làm cho người ta cách đây 10 năm trời làm cho người ta nên mình biết chứ bộ. Nhiều người cầm len giùm, trời ơi, ăn chi mắc vậy. Đau lưng rồi các bạn ơi. Mình phải ăn mắc mắc một chút. Nói chung giờ nghỉ làm cũng đủ có tiền sống qua ngày, ăn rau sống. Quá cái lưng quá đau. Hàng nói cứ việc nói chuyện, còn mình vũa cứ việc vũa. Ok, put your hand back in the line. Chết quanh. Dạ. Đó, xong rồi cứ vũa thôi. Dạ. Cao quá nó cũng chở vũa, thấp quá cũng được. Đây, tấm gần gần lại cho các bạn coi nha các bạn ơi, chứ gần quá rồi thật về vừa. Sao ta bạch bạch vậy? Sao vậy ta? À, thấp quá không có thấy đường, tại để cái cây quay á, nhầm người hỏi vũa bào chỗ đó hư móng người ta, với lại nói ủa sao làm mà móng ở Mỹ không cắt da, cái này làm bột không có cắt da nha. Mấy đứa Việt Nam hay hỏi trời ơi, Mỹ làm không cắt da, có cắt luôn nhưng mà nó phải trả chế thêm 10 đồng, nó trả thêm 10 đồng nữa chị mới cắt cho nó. Thôi, tôi nói là trả cái gì người ta mới làm chứ, làm là phải tiền. Cái tỷ như da nó có nè, nó muốn cắt, nó kêu mình cắt 10 đồng nữa,
là cái, lấy cây kìm cắt liền. Còn nó không nói gì hết thì thôi khỏi đi, giữ nguyên cho nó. Nói chung là không có ai cho phi ai cái gì, không ai cho không ai cái gì hết. Mình đâu có cắt chia xong cho nó được, mình cũng phải bỏ công ra chứ, mình phải lấy tiền chứ, phải bỏ công ra phải lấy tiền chứ, đúng không? Ngu gì cắt xong trời. Nãy giờ ông lụng vũa xếp giống vũa mịn mà nãy giờ chưa xong đó. Ông làm nhanh hết hồn hết vía. Ông vũa quá trời, ông vũa bệnh luôn á. Ai yeah. I know. I could pass out literally. Tired, huh? Oh, yeah. Me too. I didn't even do anything today. I don't know why. Sometimes, you know, you don't work, but you're tired. No, not at all. I mean, I work in the yard a little bit, that's fine. I do for your nail, and I'm not tired, but I go home. You'd be tired? Oh my God, I can go to the bed. I don't want to eat. Nothing, huh? Yeah. No, that's good. But, you know, yes, money, please. Money. No work, no money. Right. No joy. No. You are modern. Yeah. Put a shiny on your nail. You done. Nice. You I go home. You. You go home. Please stay here. They're keeping me captive. She said I gotta go home, but you have to stay there. Right? Yeah. Yeah. She's gonna make me stay. Tôi xong rồi đó nha bà con. Tôi lấy 55 đồng với cái 2 đồng vũa, 57 đồng. Are you making a video? Yeah. Yeah. Nice, that's cool. Yes. Do it for YouTube or something? Exactly. Nice, that's awesome. Yeah. That's really cool. Because a lot of people say, why you do fast? Why you do your nail? Why you do no lip around? Why? Everything I say, when you do your job long time, you do perfect. Yeah, right? Don't complain about, oh, she have a good breath. No. Same. Oh, you want shiny, right? Yes, please. Look, well, you beat him, he wasn't even talking this time. Yeah. Look at that. Shiny. Beautiful. Yes. Rồi, giờ chứ xem bấm. Làm gì? Xem bóng hả? Ôi ôi trời, có vụ đó nữa. Thôi vụ sai nữa chàng. Có vụ ra bển xin năn nỉ sân nước bóng dùm nữa cho bà con ơi. Bà tao nói kiếm ở đâu ra cứ được một con vợ như tôi. Nó giỏi biết bao nhiêu. Nó giỏi dữ lắm. Nó chửi má ơi chịu không nổi. Có một số bà kêu tâm em. Em không bao giờ nghe em nói chữ thời, nó bậy luôn. Mấy chị nghĩ sao vậy? Em lên đây em phải giữ hình ảnh em chứ. Nếu mà em có lỡ chữ thời em cũng cắt bỏ cho em luôn, để lên. Để ở ngoài thôi. Để ở ngoài mà mấy người mà mấy chế mà có đi chung, mấy chị mà có đi chung với em á, mà ai hiếp mấy chị coi em lộ nguyên hình luôn. Chồng em biết. Nhưng mà bình thường thì em không bao giờ chửi ai hết trơn. Thiệt luôn. Đó, thấy chưa? Coi, để cái tay coi. Thấy chưa, nói bằng tiếng Việt không hiểu, thấy không? Biết sao, da này là phải 10 đồng nè. Không đưa 10 đồng là chế không có cắt cho em đâu nha. Trời, put your hand in lại. Giờ phải đi qua trong cuộc đời tôi đó. Bà con thấy không? Bà con thấy không? Thấy khách tôi không? Nó quay luôn đó. See, look at that. I love it. Mm-hmm. I really like that shape on your hand. That was really good. Thank you. Next time, do for you. Thank you. I'm so glad. So just call it a almond. Hey, touch my video. Don't move. Sorry. People, because you know.
People đây quá thôi. I know, I'm sorry. Thế giờ phải xin lỗi tôi quay mà nhất nhất là phải xin lỗi tôi nha. Ok, khách tiếp theo. This is better. Cái này mà mấy mọi người coi mà có chóng mặt thì nó chứ không phải tôi nha. I told them my customer help me cut video. Yeah, good idea telling them because I'm not the best holder. Yeah, they understand because you do not go professional. But you do good, I think. Good. See? Good. Look at that. Shiny, right? Very... Em nó hơi sao? Em nó quay phim cho mọi người xong giờ em nó phải hơi rồi. Dễ thương lắm. Beautiful. Okay, now I come. Okay. See. I like that. Vậy xong rồi cái mình mới bỏ dầu vô nè. I know, they're so pretty. Okay. Wrap around your cuticle. Thank you. Okay. Yeah, no, I just had to get it in my palm for a minute, sorry. And your thumb too. Sorry. And maybe you go in the room over there. Wash your hand. The shop over there. Over there? Mm-hmm. Awesome. Okay. $57. Thank you. Can I see your nail after you wash your hand and how your cuticle? See? That's a better. Very nice. Yep. Perfect job. Thank you. Great work, you guys. You guys are great. Yeah. Wow, look at that. Oh, beautiful. Yeah, I like the shape on you. That's a really good shape. Yeah. Thank you.